Châu. Pha trắng của tuyển Việt Nam đã bám chắn hơi chậm trước pha đá bóng của Patricia. Đội tuyển Việt Nam vẫn đang nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình của khán giả trên màn trận đấu. Đang được phát bóng ra ngoài. Người phát bóng hỏng là số 5 Dana. Như vậy là trong số những ứng cử viên của giải bóng truyền hình quốc tế VTV 2007, đó là đội tuyển Việt Nam, đội trường đại học San Jose Mỹ, câu lạc bộ Shikoku Nhật Bản và câu lạc bộ Zetisu Kazakhstan. Ở trận bán kết ngày hôm qua, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua câu lạc bộ Zetisu với tỷ số 3-0, và 3-0 cũng là tỷ số của trận bán kết hai khi đội San Jose Mỹ vượt qua câu lạc bộ Shikoku Nhật Bản. Dầu Châu, các vận động viên của đội trưởng Đinh Thị Dầu Châu giúp cho đội tuyển Việt Nam lên thêm một điểm nữa, 9-5. Đội tuyển Việt Nam vẫn đang chiếm được ưu thế ở thời điểm đầu tiên của ván thứ nhất trận chung kết. So với Zetisu Kazakhstan, đội trường đại học San Jose Mỹ là đội bóng có lối chơi tấn công đa dạng hơn. Là cầu thủ phát bóng ra ngoài. Đúng là các cầu thủ trường đại học San Jose Mỹ đang phải chịu sức ép rất lớn về mặt tâm lý bởi sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả. Và điều đó đã khiến cho rất nhiều lần ở ván đấu đầu tiên, các cầu thủ đại học San Jose Mỹ đã phát bóng ra ngoài. Vẫn còn bóng ra ngoài, điểm cho đội tuyển Việt Nam 11-6. Khoảng cách bây giờ đang là 5 điểm, một khoảng cách không phải quá xa, nhưng đó là khoảng cách điểm tương đối an toàn đối với tuyển Việt Nam. Chúng ta cần phải phát huy những chú bóng thủ thành công. Dự Châu, thêm một cơ ghi điểm cho tuyển Việt Nam, lại là Diệp Châu. Rất đáng tiếc, Lê Thành Mười và Bùi Thiệu Huệ đã không hiểu ý nhau trong tình huống hỗ trợ cho Diệp Châu. Bùi Thiệu Huệ đã đưa tay ra phòng thủ và điều đó đã khiến cho Lê Thành Mười bị giật mình. Lê Thành Mười không được. Pha dứt điểm của Lê Thành Mười, bóng đã ra ngoài. Các cầu thủ San Jose Mỹ đã ghi được 2 điểm liên tiếp. Tiếp tục là pha ghi điểm của Huang Huy Ping. Cần phải tập trung phát động một để Hạ Thị Hoa có cơ hội triển khai tấn công. Vừa rồi thì Diệp Châu đã di chuyển vào trong để thực hiện pha đánh bóng. Các vị trí tấn công của tuyển Việt Nam đã di chuyển khá linh hoạt và phối hợp với nhau tương đối ăn ý. Đó là điều mà chúng ta cần phải tiếp tục phát huy để gây khó khăn cho hàng chắn đối phương. Bóng ngoài sân. Pha đánh bóng của Patricia, bóng đã ra ngoài. 13-9 cho đội tuyển Việt Nam. Của trường đại học San Jose Mỹ. Điểm số hiện nay đang là Việt Nam 14 và câu lạc bộ của trường đại học San Jose Mỹ là 9. Vừa rồi bên phía đội bàn đã xin tạm dừng hội ý. Trong suốt thời gian thi đấu
của giải bóng truyền nữ quốc tế VTV Cup. Khán giả thành phố Hồ Chí Minh luôn luôn đến chật kín để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam mỗi khi đội tuyển Việt Nam ra quân. Và đây thực sự là một trận đấu được chờ đợi. Tất cả các đội bóng được coi là mạnh nhất của giải này như là đội Kazakhstan, câu lạc bộ của Kazakhstan, rồi đội bóng của câu lạc bộ của Nhật Bản sang tham dự, và đến bây giờ là câu lạc bộ Saint John, trường đại học Saint John. Tất cả các đội đó đều đang chờ đợi đấy. Đây là trận đấu được mọi người chờ đợi. Saint John, đội bóng của trường đại học Saint John là đội bóng mạnh nhất trong số các đội sang tham dự giải này và được coi là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vô địch. Và trận đấu này là trận đấu hợp lý của Hà Thị Hoa và Lê Thị Mười, điểm cho đội tuyển Việt Nam 16-19. Các câu lạc bộ mạnh của Nhật Bản như Shikoku rồi Zetsu của Kazakhstan và đội bóng hàng không Bắc Kinh đều đã thi đấu đội tuyển Việt Nam và đội bị thua. Đội tuyển Việt Nam đang chơi rất ấn tượng tại VTV Cup năm 2007. Có thể nói là VTV Cup thực sự giải đấu mà các cầu thủ chúng ta đã chơi rất hay và để lại nhiều ấn tượng. Đó là pha bỏ nhỏ rất hay của vận động viên mang áo số 8 bên phía đội bạn là Huang Huiping. Trong số các vận động viên của đội trường đại học Saint John của Mỹ có rất nhiều các vận động viên ở các nước khác nhau, trong đó có Trung Quốc, có Nhật Bản, có Ba Lan. Đó là một pha chắn đôi hợp lý của bạn. Chiều cao trung bình của các cầu thủ trường đại học Saint John Mỹ là 1m83. Như vậy là các cầu thủ của đội trường đại học Saint John Mỹ có chiều cao hơn cả đội Zetsu của Kazakhstan. Trận đấu ngày hôm nay thì đội tuyển Việt Nam đang chơi phối hợp với chiến thuật tương đối tốt. Có thể nói là cây truyền 2 Hà Thị Hoa, người đảm nhiệm vai trò thay thế cây truyền 2 Đặng Thị Hồng, đã chơi rất hay và có một độ ly cần thiết. Với một đội tuyển trẻ như chúng ta hiện nay thì rất cần những gương mặt có độ lì và bản lĩnh như Hà Thị Hoa, lần đầu tiên được gọi qua đội tuyển quốc gia, thế nhưng chơi rất chững chạc. Các cầu thủ trẻ cũng lần đầu tiên được chơi trong đội hình chính thức của đội tuyển quốc gia Việt Nam như Lê Thị Mười và Thu Trang cũng chơi rất hay. Điểm số đang là 12-16. Điểm cho đội tuyển quốc gia Việt Nam 17-12. Có thể nói là giải bóng truyền nữ quốc tế VTV Cup năm 2007 là một hiện tượng khi mà số lượng khán giả đến sân rất đông, và các phóng viên trong buổi họp báo đã phỏng vấn ban tổ chức rằng lý do tại sao mà ban tổ chức giải bóng truyền VTV có bí quyết gì mà lại kéo khán giả đến sân đông như vậy, và có lẽ là câu trả lời không dễ được trả lời. Và khán giả đến sân chính là lối chơi tiếp tục của đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam. Các cầu thủ chúng ta đang chơi rất tiếp tục và điểm số hiện nay đang là 18-13. Đúng là chỉ có lối chơi gắn bó, phối hợp, ăn ý và một tinh thần thi đấu rất tập thể của đội tuyển Việt Nam đã là một nguồn động lực rất lớn để thu hút và kéo khán giả tới sân. Tại là lần này thì đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam với các gương mặt trẻ thế nhưng đã thi đấu rất hay và thực sự gây được ấn tượng.
Châu trở lại sân thi đấu với điểm số đang là 18-13. Bây giờ người phát bóng là Lê Thị Mười. Bóng trong sân. Pha phối hợp rất hay của đội bạn. Các bạn cùng xem lại pha phối hợp tấn công biên rất hay của các cầu thủ trường đại học Saint John. 14-18. Hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam đang có Ngọc Hoa và Lê Thị Mười. Ngọc Hoa. Cơ hội cho đội tuyển Việt Nam. Lần này thì các cầu thủ Saint John đã đoán được video của cây trường 2 Hà Tử Hoa và đã theo chắn rất sát đối với Ngọc Hoa. Điểm số bây giờ là 15-18. Khán giả đang cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển Việt Nam. Đổi vào điểm về cho đội tuyển quốc gia Việt Nam 19-16. Bóng dài về phía cú sân của Ngọc Hoa, bóng đi ra ngoài. Điểm số bây giờ là 17-19. Trận đấu diễn ra rất kịch tính. Các cầu thủ của trường đại học Saint John có chiều cao, do vậy mà họ bám chắn rất sát đối với các chủ công của tuyển Việt Nam. Phòng thủ hàng sau của đội bạn cũng rất hay. Cơ hội cho đội tuyển Việt Nam. Lịch. Đó là pha đánh bóng của Diệu Châu. Trong tình huống vừa rồi thì Hà Tử Hoa đã quyết định chuyền bóng cho Diệu Châu. Các cầu thủ Việt Nam đang chơi rất hay. Điểm số là 20-17. Một pha phối hợp chiến thuật rất hay của đội bạn. Có thể nói là các cầu thủ trong đội Saint John chơi chiến thuật cũng rất hay, có chiều cao và có khả năng phòng thủ hàng sau. Đội bạn di chuyển rất nhanh và tấn công biên rất đa dạng. Điểm số là 18-20. Đánh bóng 4 chuyền để ra điểm về cho đội tuyển quốc gia Việt Nam 21-18. Các bạn đang theo dõi nhật đấu đầu tiên của trận chung kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup năm 2007. Giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam gặp câu lạc bộ Saint John của trường đại học Mỹ. Thêm một điểm nữa cho đội tuyển quốc gia Việt Nam, 22-18. Rất đáng tiếc, đó là pha phát bóng của Hà Thị Hoa. Cây truyền 2 đã chơi rất xuất sắc ở giải lần này. Hà Thị Hoa có thể được coi là một phát hiện của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup năm 2007. Một gương mặt trẻ thế nhưng đã chơi rất hay và ấn tượng. Lê Thị Mười. Hai cầu thủ rất cao bên phía đội bạn bám chắn. Vừa rồi đó là đội bóng áo số 3 Valeria và đội bóng áo số 8 Quang Huy Quỳnh đã bám chắn rất sát đối với Lê Thị Mười. Đánh bóng ở vị trí số 2 rất hay của cầu thủ mang áo số 3 Valeria. Điểm số bây giờ là 21-22. Đây xứng đáng là trận chung kết. Huấn luyện viên Thái Thanh Tùng đã xin tạm dừng hội ý.
đúng là nhà thi đấu Phan Đình Phùng đã rất lâu mới lại có số lượng khán giả đến xem đông như thế này, và rất nhiều nhà thi đấu Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm vừa đây, những năm gần đây tổ chức các giải quốc tế nhưng thường không có khán giả đến xem. Giải bóng truyền quốc tế với TV Cup đã là một hiện tượng, số lượng khán giả đến xem rất đông và cổ vũ nhiệt tình cùng nhiệt cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hai đội trở lại sân tiếp tục thi đấu với điểm số hiện nay đang là Sanh Đôn Mỹ 21 và đội tuyển quốc gia Việt Nam là 22. Hàng bóng rất hay của Diệu Châu, bóng bạc tay trắng các cầu thủ Sanh Đôn ra ngoài, đổi vào điểm về cho đội tuyển quốc gia Việt Nam 23-21. Cầu thủ libero Vũ Thị Liễu chơi rất hay. Rất nhanh. Các cầu thủ Việt Nam đang chơi rất kiên cường. Rất còn. Mà nhiều trận thi đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam trong phút vừa qua. Cuối cùng thì cầu thủ hàng hàng số 8 của đội bạn đó là Khoa Hữu Tinh đã có một pha xử lý cổ tay rất khéo. Các bạn cùng xem lại pha bóng này, một pha bò nhỏ với góc quan sát rất nhanh. Điểm số bây giờ là 22-23. Hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam đã có Bùi Thị Huệ và rất có thể là Hà Thị Hoa sẽ chuyền bóng cho Bùi Huệ với lưu bóng tốt. Điểm số là 24-22 cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Như vậy là các cầu thủ của bạn đã phạm lỗi trong khi tranh chấp bóng bổng trên không. 24-22, rất căng thẳng. Bóng bóng rất hay của Dana. Như vậy là trong một tư thế khó, thế nhưng Dana đã thực hiện pha đánh bóng xoay cổ tay khá hay. Điểm số bây giờ là 23-24. Bùi Huệ đã ngân hàng tấn công. Vẫn là cầu thủ mang áo số 5 Dana. Demeo Dana đã thực hiện pha đập bóng bằng tay chấm các cầu thủ đội tuyển Việt Nam 24 đều. Tay chắn các cầu thủ Việt Nam ra ngoài. Đến một loạt các gương mặt trẻ tham dự giải bóng truyền lưới quốc tế VTV Cup lần này, đội tuyển Việt Nam có mặt trong trận chung kết đã được coi là một thành công rất lớn. Rất hay của Hoa. 25 đều. Các bạn đang theo dõi hiệp đấu đầu tiên của trận chung kết giải bóng truyền nữ quốc tế VTV Cup năm 2007 diễn ra giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam gặp câu lạc bộ của trường đại học Sanh Đôn Mỹ. Điểm số hôm nay đang là 25 đều. Cho đội bạn. Di chuyển đánh bóng chiến thuật đột chân rất hay của Ngọc Khoa, đó chính là pha đánh bóng sở trường của Ngọc Khoa. 26 đều. Đội bạn đã phạm lưới, như vậy là đội bạn đã phạm lưới tay qua lưới. Điểm cho đội tuyển quốc gia Việt Nam 27-26. Hàng chắn của đội tuyển Việt Nam lúc này là Ngọc Khoa, Hà Thị Hoa và Diệu Châu. Các cầu thủ Việt Nam cần phải tập trung. Rất hay cơ hội cho đội tuyển Việt Nam. Diệu Châu. Vẫn còn. Bỏ nhỏ tốt. Rất
6. Một trận đấu rất hay, hoan hô tinh thần thi đấu của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ chúng ta cùng quay trở lại với nhà thi đấu Phan Đình Phùng, thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục theo dõi bán đấu thứ hai của trận chung kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2007 giữa hai đội tuyển Việt Nam và đội trường đại học Saint John Mỹ. Đúng là với những gì đã diễn ra ở hiệp một, kịch tính và sự hấp dẫn đã lên đến đỉnh điểm. Đội tuyển Việt Nam đã tạm được giành được lợi thế ở thời điểm đầu tiên của ván đấu nhất, nhưng sau đó cao thủ trường đại học Saint John Mỹ đã chơi rất kiên cường và bắt kịp về điểm số. Chỉ đến thời điểm cuối cùng của ván đấu đầu tiên, đội tuyển Việt Nam mới tận dụng được cơ hội để giành thắng lợi 28-26. Đúng là một ván đấu diễn ra quá kịch tính với nhiều cảm xúc, và đây là trận đấu ván đấu đầu tiên đã không dành cho những người yếu tim. Bây giờ chúng ta tiếp tục đến với ván đấu thứ hai. Ở ván đấu thứ hai này, hai đội đổi sân. Hy vọng là với những gì mà chúng ta đã thể hiện trong hiệp một, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục có được sự hưng phấn để chiếm được lợi thế trong ván đấu thứ hai. Các cổ động viên trên khán đài vẫn đang cổ vũ rất nhiệt tình cho đội tuyển Việt Nam. Và bây giờ chúng ta càng có cơ hội để tiếp tục cùng vũ hưng phấn hơn nữa khi đội tuyển Việt Nam đã tạm dẫn trước đội trường đại học Saint John Mỹ trong ván đấu đầu tiên. Ở ván đấu thứ hai này, đội tuyển Việt Nam được quyền phát bóng trước. Cái chuyền này Hà Thị Hoa phát bóng, bóng chưa qua lưới, phát được bóng chính thức ở biên không thành công, phát được bóng chính thức ở dưới lưới không thành công của Hua Ngôi Pinh, bóng đã không qua lưới. Điểm cho đội tuyển Việt Nam 1-0. Patricia đã giành lại cú phát bóng cho đội trường đại học Saint John với pha tấn công biên. Tầm bóng quá thấp. Hà Thế Hà chân bóng sau đầu cho Thu Trang dứt điểm, nhưng tầm bóng quá thấp. Chính vậy mà khi kết thúc, Thu Trang đã không thể đưa được bóng qua lưới. Như trái khá, Hà Thế Hà rất tự tin và uy lực của đội trưởng Đinh Thị Diệu Châu. Đổi vào điểm cho đội tuyển Việt Nam 2-2. Đây là lần đầu tiên đội trưởng Diệu Châu được băng băng đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV. Ba lần trước đó, băng đội trưởng tuyển Việt Nam thuộc về đội trưởng Phạm Kim Huệ. Bùi Thu Huệ, bóng rất mạnh của Bùi Thu Huệ.
Bùi Thị Huệ cùng với Lê Thị Mười là hai nhân tố quan trọng giúp Vietnam Petrochim Thái Bình giành được chức vô địch của Cúp báo thể thao Việt Nam và vòng một Cúp Hùng Vương. Đối với nhau không được tốt. Đáng ra Diệu Châu và Bùi Thị Huệ cần phải ra hiệu với nhau để thực hiện pha đệm bóng. Thế nhưng cả hai đã phối hợp với nhau không được tốt và chính vì vậy mà bóng đã không qua được phần sân của đội trường đạp Xanh Dôn. 3-0. Vừa rồi thì Lê Thị Mười đã không di chuyển ra biên mà trái lại Lê Thị Mười đã di chuyển vào trong. Điều đó đã giúp cho Lê Thị Mười có pha dứt điểm thành công, giúp đội tuyển Việt Nam giành lại được quyền phát bóng. 4-3. Nỗ lực cứu bóng của Thu Trang. Vẫn còn Bùi Thị Huệ. Pha đánh bóng hơi xa lưới của Bùi Thị Huệ. Bóng đã đi ra ngoài. Chị đã bị giật mình trong tình huống đệm bóng. Đổi về điểm và cho đội tuyển Việt Nam 5-4. Đây là lần thứ 3 liên tiếp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lọt trận chung kết của giải bóng chuyền nữ quốc tế WTT. Lần đầu tiên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có mặt trong trận chung kết đó là vào năm 2005 và đội Tour Deso Arabis Nhật Bản với tỷ số 1-3. Năm 2006, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có mặt trong trận chung kết nhưng đổi thua Tứ Xuyên Trung Quốc với tỷ số 2-3. Và đây là lần thứ 3 đội tuyển Việt Nam có mặt trong trận chung kết và chúng ta hy vọng là giải năm nay đội tuyển Việt Nam sẽ làm được điều kỳ diệu, đó là giành chức vô địch lần đầu tiên. Trọng tài thứ hai ông Bidanov người Kazakhstan đã bắt lỗi vị trí của các cầu thủ trường đạp Xanh Dôn Mỹ. Các vị trí của đội trường đạp Xanh Dôn đã di chuyển trước khi vận động viên của đội tuyển Việt Nam phát bóng. Và ngay lập tức lối này đã không qua được mắt trọng tài Bidanov. Ban huấn luyện của đội trường đạp Xanh Dôn Mỹ đã xin tạm dừng hội ý. Khoảng cách bây giờ đang là 3 điểm, đội tuyển Việt Nam 7 và đội trường đạp Xanh Dôn Mỹ 4. Cho đến thời điểm này của trận chung kết, đội tuyển Việt Nam bóng chuyền nữ Việt Nam mới để thua thứ nhất một ván, đó là ván thua ở vòng bảng trong trận thắng câu lạc bộ Shikoku của Nhật Bản với tỷ số 3-1. Tiếp tục là pha phát bóng của Lê Thị Mười. Diệu Châu đổi người quá sớm, chính vì vậy mà bước phòng thủ của chị đã không được tốt. Đổi về điểm về cho trường đại học Xanh Dôn 5-7. Pha xử lý rất khôn ngoan của số 10 Latoya. Quan sát thấy hàng chắn của đội tuyển Việt Nam theo sát, Latoya đã quyết định thực hiện pha bỏ nhỏ. 6-7. Vẫn còn. Bóng đã trúng vào Lê Thị Mười. Pha đập bóng quá nhanh khiến Lê Thị Mười phản xạ không kịp. Hà Thị Hoa đã chắn bóng bị lỡ nhịp ở biên. Ý
ý đồ tấn công biên của Ngọc Hoa đã bị hàng chắn đội trường học Saint John Mỹ đoán được ý đồ. Chắc chắn là với những gì mà Ngọc Hoa thể hiện trong trận đấu đầu tiên, các cầu thủ hàng chắn của Đạp Saint John sẽ theo rất sát Ngọc Hoa ở những ván đấu còn lại. Đội trưởng Diệu Châu mắc lỗi, có lẽ là chúng ta cần phải hội ý. Và như vậy là huấn luyện viên Thanh Tùng đã phải xin tạm dừng hội ý 30 giây sau khi chơi tuyển Việt để cho đội trường Đạp Saint John Mỹ vượt lên dẫn điểm 9-7. Những phút vừa qua là những phút mà đội tuyển Việt Nam đã chơi không được tập trung, và điều đó đã khiến cho chúng ta để mất lợi thế dẫn điểm. Trận chung kết giải bóng truyền nữ quốc tế VTV Cup năm 2007 diễn ra giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và câu lạc bộ trường đại học Saint John của Mỹ. Ở hiệp đấu đầu tiên, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua đội Saint John với điểm số 28-26. Còn hiện nay điểm số đang là Việt Nam 8 và Saint John là 9. Bóng ra ngoài, đó là pha di chuyển bóng bóng chiến thuật của Latoya. Các bạn cùng xem lại pha phối hợp đánh bóng khá chân thật của các đội bạn. Tuy nhiên chỉ tiếc rằng là Tô Gia đánh bóng ra ngoài. Điểm số bây giờ là 9-9. Đó là pha đánh bóng rất mạnh của cầu thủ mang áo số 2 Hariman. Bóng bạt tay chắn các cầu thủ đội tuyển Việt Nam bay ra phía sau. Một pha đánh bóng rất mạnh. Điểm số hiện nay đang là 19, nghiêng về trường đại học Saint John. Tính đến trước trận đấu này, như vậy là các đội bóng mạnh nhất của giải bóng chuyền quốc tế VTV Cup, đội tuyển Việt Nam đều đã thi đấu. Các cầu thủ chúng ta đã vượt qua Zetsu của Kazakhstan, rồi vượt qua cả câu lạc bộ Shikoku của Nhật Bản, rồi đại học hàng không Bắc Kinh, và đến bây giờ trận đấu cuối cùng đang thi đấu rất hay trước đội bóng có chiều cao hơn chúng ta rất nhiều, câu lạc bộ trường đại học Saint John của Mỹ. Đó là pha đập bóng ở vị trí số 3 của cầu thủ mang áo số 8 Hoàng Hưu Ping. Đội tuyển Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn bởi đội bạn có chiều cao hơn chúng ta rất nhiều. Chúng tôi xin nhắc lại là chiều cao trung bình của đội bạn là 1m83, và các cầu thủ đội bạn theo chắn rất sát đối với các chủ công của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trọng tài đã bắt lỗi cầu thủ của đội Saint John đã chạm lưới trong tình huống vừa rồi. Điểm số đang là Việt Nam 11 và Saint John là 13. Pha chắn đôi rất hay của Thu Trang và Lê Thị Bưởi. Vừa rồi rất đáng khen cho hai vận động viên trẻ của chúng ta. Thu Trang và Lê Thị Mười đã bật rất cao và thực hiện pha chắn đôi hợp lý. Điểm số bây giờ là 12-13. Cầu thủ mang áo số 8 Hoàng Hưu Ping của đội bạn là người Trung Quốc đang theo học tại trường đại học Saint John, chỉ có chiều cao 1m88. Có thể nói là trước những đối thủ cao to hơn chúng ta rất nhiều. Thế nhưng các cầu thủ Việt Nam đang chơi rất tự tin.
Lê Thị Mười. Pha đánh bóng có thể nói là rất tự tin của Lê Thị Mười. Trước một hàng chắn, có thể nói là một hàng rào chắn rất cao. Thế nhưng Lê Thị Mười đã đập bóng rất mạnh, bạt tay chắn các cầu thủ đối phương ra ngoài. Và điểm số là 13-14. Bóng ra ngoài, 14 đều. Đội tuyển Việt Nam đã san hòa 14 đều. Bây giờ người phát bóng là chủ công Diệu Châu. Hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam hiện nay đang có Bùi Huệ, Lê Thị Mười. Bên phía đội bàn đã xin tạm dừng hội ý. Như vậy là sau khi để cho đội tuyển quốc gia Việt Nam san hòa điểm số 14 đều, đội bàn đã xin tạm dừng hội ý. Huấn luyện viên trưởng của đội Xanh Dôn Mỹ là bà Mê Han, người mà trong buổi họp kỹ thuật với ban tổ chức đã có những câu hỏi rất ngộ nghĩnh. Trong buổi họp kỹ thuật thì bà Mê Han đã hỏi ban tổ chức rằng là trong khi chỉ đạo đội bóng của bà thi đấu thì bà có được quỳ xuống chỉ đạo hoặc là bò xuống chỉ đạo không? Và ban tổ chức đã, tất cả những người dự cuộc họp đều ồ lên mặt cười, một câu hỏi rất ngộ nghĩnh. Và trong khi sang tham dự thi đấu ở giải này thì tất cả các đội bóng đều có số áo theo đúng quy định của ban tổ chức. Riêng đội câu lạc bộ Trường Xanh Dôn Mỹ, họ có những số áo có thể nói là rất khác thường, có những số áo 33, 44, 55, đó là điều mà trong luật bóng chuyền không cho phép. Một pha trắng đôi rất hay của hai vận động viên trẻ của đội tuyển Việt Nam, Lê Thị Mười và Thu Trang. 15-14 cho đội tuyển Việt Nam. Và ban tổ chức, sau khi mà các cầu thủ đội Trường Xanh Dôn Mỹ có những số áo rất lớn như vậy thì ban tổ chức đã yêu cầu các vận động viên của Trường Xanh Dôn Mỹ phải thay đổi số áo, và họ đã phải dán lại số áo như vận động viên số 3 mà các bạn đang theo dõi. Số 3 của đội bạn đó là vận động viên Valeria. Số áo thật của chị là số 42 và chị đã phải dán lại số áo của mình. Bóng ra ngoài, trọng tài xác định bóng đã chạm tay các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Đổi và điểm về cho đội bạn. 15-16. Bây giờ là số 8 Huang Hy Pinh, vận động viên có chiều cao 1m88 phát bóng. Chấn bóng mất tay, vẫn là hai vận động viên trẻ. Như vậy là Thu Trang và Lê Thị Mười hôm nay theo chắn rất hay đối với các chủ công của đội bạn ở vị trí số 4. Rất đáng khen cho tinh thần thi đấu của các vận động viên trẻ trong đội hình đội tuyển quốc gia Việt Nam. Điểm số bây giờ là 17-15. Thu Trang phát bóng. Pha đánh bóng rất hay. Người thực hiện pha đập bóng vừa rồi là Latoja. Latoja có chiều cao 1m82. 16-17. Bước một tốt, Ngọc Hoa. Pha đánh bóng sở trường. Như vậy là khi mà Ngọc Hoa đã di chuyển chiến thuật ra biên, Hà Thị Hoa đã không ngần ngại chuyền bóng cho đồng đội của mình, và pha di chuyển đánh bóng chiến thuật của chị đã có hiệu quả. 18-16. Không có ai thao chắn. Trong tình huống vừa rồi thì cây chuyền 2 của đội bạn đã rất xuất sắc, đã có một pha chuyền lách chắn, đó là số 14 cây chuyền 2 Violetta. Như vậy là các cầu thủ chúng ta vừa rồi đã phán đoán sai. Điểm số là 17-18. Ngọc Hoa. Cơ hội cho đội tuyển Việt Nam. Bùi Thuệ. Rất hay. Có thể nói là trong một tư thế rất khó. Đúng là ngồi trên sân quan sát sau. Điểm số là 19-17. Trận đấu đang diễn ra rất kịch tính. Phòng thủ tốt. Diệu Châu. Không qua lưới. Đúng là hai vận động viên của chúng ta, đó là Ngọc Hoa và Hà Thị Hoa, đã theo chắn, đã làm chùm tay những chủ công của đội bạn. Và cuối cùng thì
đội bàn đã không dám đập bóng nữa và thực hiện pha vào nhỏ và không thành công. Bây giờ là chủ công Bùi Huệ phát bóng, vẫn là những pha không, Bùi Huệ không thể phát bóng nữa và phát bóng an toàn. Điểm số bây giờ là 18-20. Ngọc Hoa, vẫn là Ngọc Hoa. Lần này thì các cầu thủ đội bàn đã cảnh giác đối với Ngọc Hoa. Trong tình huống vừa rồi thì Hà Thị Hoa nên chuyển bóng ra biên cho đồng đội của mình là Diệu Châu ở vị trí số 4 thì tốt hơn. Điểm số là 19-20. Rất đi, đó là một pha chuyền bóng rất bản lĩnh của Hà Thị Hoa. Điểm số bây giờ là 21-19. Đổi và điểm về cho đội bạn 20-21. Các bạn đang theo dõi hiệp đấu thứ hai trận chung kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup năm 2007 giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và câu lạc bộ Saint John của Mỹ. Đó là pha đánh bóng của Thu Trang và đội viên trẻ. Có thể nói là trong tình huống vừa rồi thì Hà Tiểu Hoa đã phân phối bóng hợp lý để Thu Trang thực hiện pha đánh bóng ở biên. Điểm số là 22-20. Vẫn còn, rất nhanh Diệu Châu, cơ hội cho đội tuyển Việt Nam. Diệu Châu cuối cùng thì cầu thủ mang áo số 3 của đội bạn Valeria đã có một pha đánh bóng biên chính xác. Điểm số là 21-22. Trong tình huống vừa rồi thì Haminman đã quá tâm lý và đã có một pha phát bóng mạnh. Điểm cho đội tuyển quốc gia Việt Nam 23-21. Không có ai ở phía sau. Như vậy là đội tuyển Việt Nam đã quyết định chắn 3, thực hiện một hàng rào chắn 3 người. Cầu thủ đội bạn cũng rất kinh nghiệm trong pha xử lý bóng vừa rồi. Điểm số là 22-23. Đội tuyển Việt Nam cần phải tập trung trong tình huống này. Bùi Thế Vệ không được, rất nhanh tay, đó là pha bỏ nhỏ của Latoja. 23 đều. Huấn luyện viên Bùi Huệ không có ai ở hậu phía sau. Hai mươi bốn 23 cho đội bạn. Bóng ra ngoài, điểm số là 24 đều. Bùi Thế Vệ là vận động viên chủ công chơi rất hay bên phía đội tuyển Việt Nam. Do vậy mà huấn luyện viên đội bạn đã chỉ đạo các cầu thủ liên tục bắt bóng vào vị trí của Bùi Thế Vệ để phá chiến thuật đội tuyển Việt Nam. Bóng ra ngoài. Điểm cho đội tuyển Việt Nam 25-24. Bóng ra ngoài. 26-24. Đội tuyển Việt Nam đã vượt qua đội Saint John của Mỹ ở hiệp đấu thứ hai với điểm số 26-24. Một hiệp đấu diễn ra rất hay, hoan hô tinh thần thi đấu của đội tuyển Việt Nam. Như vậy là qua hiệp đấu, đội tuyển Việt Nam đang dẫn trước đội bạn với tỷ số là 2-0. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi ván đấu thứ ba trận chung kết của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2007 giữa hai đội tuyển Việt Nam và đội trường đại học Saint John Mỹ. Chúng tôi xin nhắc lại với các bạn, đây là lần thứ ba liên tiếp đội tuyển Việt Nam lọt vào trận chung kết của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV, và đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam có được lợi thế rất lớn trong trận chung kết. Cả hai ván đấu mà đội tuyển Việt Nam vượt qua trong trận chung kết ngày hôm nay đều rất kịch tính và nghẹt thở, và đều với tỷ số sát nút. Ván đầu tiên là 28-26 và ván thứ hai 26-24. Bóng chưa qua lưới,
số 17 của đội trưởng Đại học Saint John, Prost Cassier đã bắt đánh bóng không qua lưới. Điểm cho đội tuyển Việt Nam 2-1. Bóng bật tay chắn của Bùi Thị Huệ ra ngoài. Pha tấn công biên của các cầu thủ trường Đại học Saint John Mỹ đã giúp họ giành lại được quyền phát bóng. Hai đều. Phút thứ 1 của tuyển Việt Nam lúc đầu không tốt, nhưng cơ chuyền hai Hà Thị Hoa vẫn rất khôn ngoan và tỉnh táo để có một pha chuyền bóng thuận lợi cho Lê Thị Mười dứt điểm ở biên. Không có lỗi. Cơ chuyền hai của đội trưởng Đạp Xanh Dôn Iota vừa cho rằng Ngọc Hoa đã đưa tay sang phần sân đội mình, thế nhưng trọng tài cho rằng đó là một tình huống hợp lệ. Có cái điểm. Bóng vẫn trong cuộc. Rất hay và rất kịch tính. Vui thú ê. Vẫn còn. Lại là Bùi Thị Huệ. Thêm một cơ hội ghi điểm cho tuyển Việt Nam. Ngọc Hoa. Bóng chạy chắn và rơi xuống vào sân đội trường Đạp Xanh Tôn. 5-2 cho đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam đang bước vào ván đấu thứ 3 với một tinh thần quyết thắng rất cao, và lúc này chúng ta đang có lợi thế dẫn điểm 5-2. Tuy nhiên, với những gì mà đội trưởng Đại học Saint John đã thể hiện trong ván thứ nhất và ván thứ hai, đội tuyển Việt Nam vẫn cần phải tập trung. Chừng nào khi mà trận đấu chưa kết thúc, chưa được. Bùi Thị Huệ. Hàng sau tuyển Việt Nam vẫn thế tập trung. Thủ phía sau của đội tuyển Việt Nam đã chơi rất tập trung và tạo điều kiện cho Hà Thị Hoa chuyền bóng ra biên cho Bùi Thị Huệ dứt điểm. Đội tuyển Việt Nam đã vượt qua rất nhiều trở ngại từ những đối thủ mạnh, nhưng ngày hôm nay đội trưởng Đạp Xanh Dôn là đối thủ lớn nhất, và quan trọng hơn cả là trận đấu quan trọng nhất của tuyển Việt Nam tại giải này, trận chung kết. Rất khôn ngoan. Mỗi khi bị hàng chắn của đội trưởng Đạp Xanh Dôn, Bùi Thị Huệ bao giờ cũng chủ động đánh bóng bàn tay trắng đối phương ra ngoài. Mỗi khi gặp hàng chắn có chiều cao tốt, huấn luyện viên Thái Thanh Tùng bao giờ cũng chỉ đạo cơ chuyền hai Hà Thị Hoa đẩy bóng sát ra hẳn ngoài biên để cho các chủ công của tuyển Việt Nam chủ động đánh bóng bàn tay trắng đối phương ra ngoài. Và vừa rồi lại là một tình huống mà Bùi Thị Huệ đánh bóng bàn tay trắng cầu thủ trường Đại học Saint John ra ngoài. Điểm cho đội tuyển Việt Nam 8-3. Lê Thị Mười phát bóng. Hà Thị Hoa và Ngọc Hoa đã chắn ra ngoài biên hơi nhiều, và điều đó đã tạo điều kiện cho Patricia thực hiện pha đánh bóng xoay cổ tay chéo sân. Lỗi thuộc về Dana. Pha bật nhảy tại chỗ đánh bóng của Dana nhưng bóng đi ra ngoài. Khoảng cách đang là 5 điểm. Đội tuyển Việt Nam đang tạo được khoảng cách điểm tương đối an toàn. Thêm một tình huống nữa mà đội tuyển Việt Nam chỉ có một mình Hà Thị Hoa bám chắn. Vẫn còn. Pha xử lý rất nhanh của đội trưởng cây chuyền hai Uyodata. Trước đó thì Bùi Thị Huệ đã hơi vội vàng.
Bùi Thị Huệ đã chủ động đẩy bóng dài phía cuối sân nhưng ý đồ của chị đã không được thực hiện thành công. 6-9. Rất đáng tiếc cho Ngọc Hoa. Vừa rồi là pha chuyển tay biên đánh bóng biên một chân của Ngọc Hoa nhưng trọng tài xác định bóng ra ngoài. Các cầu thủ Đại học Sinh Viên Mỹ đã ghi liền một lúc 3 điểm. Đó là tình huống mà chúng ta cần phải phát huy. Hà Thị Hoa đã phân phối bóng ra biên để cho đội trưởng Diệu Châu chủ động đánh bóng bạt ra chắn đối phương ra ngoài. Vẫn còn. Lại là Diệu Châu. Chưa được. Không hiểu ý. Vừa rồi thì cây chuyền hai đội trưởng Uyota tưởng rằng Huang Yuping sẽ chuyển ra biên. Và chính vì vậy mà chị đã quyết định thực hiện pha chuyền bóng sau đầu để Huang Yuping đánh bóng chiến thuật. Nhưng Huang Yuping lại đi bộ. Có lẽ chị không nghĩ rằng Uyota sẽ chuyền bóng ra ngoài biên. Đội tuyển Việt Nam đang tạm dẫn trước đội trường đạp Saint John Mỹ với tỷ số 11-7. Đội thành tích vô địch của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2007 sẽ được nhận số tiền thưởng là 5.000 đô la Mỹ. Đội đứng thứ hai được nhận 3.000 đô la Mỹ. Đội đứng thứ ba là câu lạc bộ Zetsu Kazakhstan được nhận 2.000 đô la Mỹ và đội đứng thứ tư câu lạc bộ Shikoku Nhật Bản được nhận 1.000 đô la Mỹ. Ngoài ra ban tổ chức sẽ còn trao giải cho các đội đoạt giải phong cách và khuyến khích mỗi đội 300 đô la Mỹ. Bên cạnh đó còn có 9 danh hiệu cá nhân. Mỗi danh hiệu cá nhân sẽ được nhận số tiền thưởng là 200 đô la. Tiếp tục là pha phát bóng của Ngọc Hoa. Pha phát bóng bay của Ngọc Hoa, bóng đã chạm mép lưới và đổi hướng rơi ngay xuống phần sân đội trường Đại học Saint John. Một tình huống mà các cầu thủ trường Đại học Saint John không thể kịp phản xạ do bóng đã chạm vào mép lưới và đổi hướng. 12-7 cho đội tuyển Việt Nam. Rất mạnh bóng xuyên của hàng chắn đội tuyển Việt Nam. Đó là pha kết thúc của Patricia. Đổi một điểm về cho đội trường Đại học Saint John 8-12. Châu lùi ra xa. Thúy Trang chưa được. Không hiểu ý. 13-10. Bung hòa tốt. Như chạy cá, quá mạnh. Lùi ra xa. Cơ ghi điểm. Lê Thị Mười. Không được. Một lần nữa chúng ta được thấy những pha xử lý khôn ngoan của chủ công mang áo số 14 bên phía đội tuyển Việt Nam Bùi Thị Huệ.
thiếu một chút nữa thì bóng không qua lưới. Thế nhưng có thể thấy là trong tình huống vừa rồi không có vận động viên nào của tuyển Việt Nam bám chắn. Lê Thị Mười đã không kịp di chuyển ra biên để thực hiện pha bám chắn. Bóng chạm chắn ra ngoài. Ngày hôm nay Bùi Thị Huệ chính là vận động viên đã ghi nhiều điểm nhất cho tuyển Việt Nam. 17-13. Ván đấu thứ ba đang trôi về thời điểm cuối cùng. Đội tuyển Việt Nam vẫn đang dẫn điểm. Lỡ chạm lưới của Ngọc Hoa. Bóng ngoài sân. Thêm một điểm nữa cho tuyển Việt Nam. 19-15. Bây giờ thì Bùi Thị Huệ đã di chuyển xuống cầu dưới. Ở phía trên chúng ta còn hai mũi tấn công là Diêu Châu và Ngọc Hoa. Diêu Châu chưa được, vẫn chưa thể ghi được điểm. Châu đã chủ động đánh bóng và cái chắn cầu thủ Trần Đào Khai Gương ra ngoài. Một pha bóng căng co rất kịch tính và cuối cùng thì Diêu Châu là người kết thúc tình huống vừa rồi. Hai mươi mười sáu. Con đường trước vô địch lần đầu tiên đã trở nên gần hơn với đội tuyển Việt Nam. Nhưng chúng ta vẫn cần phải tập trung. Đổi về điểm về cho đội trường Đại học Saint John. 17-20. Đội trưởng Diêu Châu thực hiện pha tấn công quá xa lưới. Hơn thế nữa tầm đánh bóng của Diêu Châu là không được tốt. Chị đã hơi bị nghiêng người. Bây giờ thì tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 19-20 cho Đại học Saint John. Cao thủ đội Đại học Saint John đã ghi liền một lúc 4 điểm. Bây giờ chúng ta cần phải cắt được chiến lược điểm của đối phương. Vẫn là Diêu Châu. Chưa được. Rất đáng tiếc cho Vũ Thị Liễu. Một tình huống mà hoàn toàn Vũ Thị Liễu có thể làm tốt hơn nhưng chị đã không phòng thủ được. 20 đều. Huấn luyện viên Thái Anh Tùng đã buộc phải xin tạm dừng hội ý. Các cầu thủ của chúng ta dường như đã có căng thẳng khi mà ván đấu thứ ba đang trôi về thời điểm cuối cùng. Trong hai ván đấu trước cũng vậy, các cầu thủ của chúng ta dẫn điểm nhưng rồi để cho đối phương bắt kịp. Nhưng ở thời điểm cuối cùng, quan trọng là chúng ta đã biết vượt qua. Và hy vọng trong ván đấu thứ ba này, chúng ta cũng tiếp tục làm được điều như vậy. Thu Trang đã cắt được chuỗi lên đường của đội trưởng Đạp Thanh Vương. Như vậy là sau khi hội ý thì Thu Trang đã thực hiện pha đánh bóng di chuyển ra biên. Bóng bật đã chắn các cầu thủ Đạp Thanh Vương ra ngoài. Rất kịch tính. 21-20. Vẫn còn. Diêu Châu. Chưa được.
lại là Diệu Châu. Latoya đã thực hiện pha xử lý bóng lỏng rất khôn ngoan. Bóng khá chạm với chắn và rơi xuống phần sân đội tuyển Việt Nam. 21 đều. Đội trưởng Patricia đã, đội trưởng Yota đã chủ động phát bóng vào vị trí của Thu Trang. Thu Trang đã điều chỉnh bước một không tốt. 22-21. Chắn vào. Số 2 Patricia đã đánh bóng và đã chắn cầu thủ Việt Nam ra ngoài. Đội trưởng Hoàng Thanh Côn đã vượt lên dẫn 23-21. Chúng ta cần phải bình tĩnh. Liên tục những pha bị chỉ có một không được tốt của tuyển Việt Nam ở hàng sau. Ngay cả Bùi Thị Huệ cũng tỏ ra mất bình tĩnh. Cuối cùng thì Diệu Châu đã giành lại được quyền phát bóng cho đội tuyển Việt Nam. 22-24. Một pha phát bóng ngoài rất khó chịu của Diệu Châu đã khiến cho libero Ikalin không thể thực hiện pha điều chỉnh bước một thành công. Điểm số được rút ngắn xuống còn 23-24. 24 đều. Diệu Châu đã ghi liền 2 điểm bằng 2 quả phát bóng của mình, giúp cho đội tuyển Việt Nam xâm hòa tỷ số 24 đều. Đúng là không thể tin được. Tưởng như cơ hội đã chuột chốt cuộc khởi tay đội tuyển Việt Nam, nhưng bây giờ thì đội tuyển Việt Nam đã xâm hòa tỷ số 24 đều. Số 2 Patricia của đội trưởng Nam Sanh Dôn đã giúp cho họ giành lại được quyền phát bóng. 25-24. Bùi Thị Huệ 25 đều. Đội tuyển Việt Nam đang ở tình thế cực kỳ căng thẳng. Và ngay sau đó đến lượt các cầu thủ đội đang tranh luận cũng bắt bóng ra ngoài. Sức ép quá lớn ở trận chung kết ở thời điểm cuối cùng của bán đấu thứ 3 đã khiến cho cả hai đội không còn giữ được sự bình tĩnh cần thiết. Trước đó là Thu Trang và sau đó đến lượt Latoya cùng bắt bóng ra ngoài. 26 đều. Chắn vào. Bùi Thị Huệ chưa được. 27-26. Chắn bóng chạm lưới. Người chạm lưới là Hoàng Huy Tình. Cơ hội giành chiến thắng trong trận đấu thứ 3 đã được chia đều cho cả hai đội. Hoàng Huy Tình đã nhanh hơn đường chắn của tuyển Việt Nam. Một lần nữa Trần Đạt Thanh Dung lại vượt lên dẫn trước. Diệu Châu là người dứt điểm. Bóng trúng ngực của Hoàng Huy Tình. Quá mạnh. Hà Thị Hoa phát bóng. Vẫn còn. Diệu Châu dứt điểm lên không được. 30-29. Bóng ngoài sân.
cho tình huống vừa rồi, trọng tài đã xác định bóng trong sân. Như vậy là đội trường đại học Saint John Mỹ đã giành chiến thắng trong ván đấu thứ ba trước đội tuyển Việt Nam. Một ván đấu diễn ra rất kịch tính và căng thẳng. Đúng là trong tình huống cuối cùng bóng đã trong sân. Và như vậy là hai đội sẽ phải bước vào ván đấu thứ tư. Ở ván đấu thứ tư này, đội tuyển Việt Nam ở phía bên tay phải mà nhỏ các bạn. Bóng chặn với chắn ra ngoài. Một đều. Bóng chưa qua lưới. Ở vòng bảng, đội tuyển Việt Nam là đội duy nhất toàn thắng cả 4 trận để đứng đầu bảng A. Còn đội Đại học Saint John Mỹ, pha di chuyển ra biên đánh bóng một chân của Ngọc Hoa nhưng bóng đi ra ngoài. Valeria thực hiện pha phát bóng tấn công nhưng bóng đi quá mạnh, không chính xác. Quý vị và các bạn đang theo dõi trận chung kết, trận đấu cuối cùng của giải bóng truyền hình quốc tế VTV Cup 2007 diễn ra tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng, Thành phố Hồ Chí Minh giữa đội tuyển Việt Nam và đội trường Đại học Saint John Mỹ. Đây đang là ván đấu thứ tư. Sau 3 ván đấu, đội tuyển Việt Nam đang tạm dẫn trước đội Đại học Saint John với tỷ số 2-1. Mayo Dana. Tấn công. Hai pha phòng thủ liên tiếp của Bùi Thiếu Hệ. Nhưng đến tình huống tấn công thứ ba của đội trường đạp Saint John thì hàng chắn của chúng ta đánh bó tay. Và dứt điểm là của Hoàng Huy Pinh. Hoàng Huy Pinh đang là vận động viên có chiều cao tốt nhất trên sân lúc này, chỉ có chiều cao 1m88. Trong khi đó bên phía đội tuyển Việt Nam, vận động viên cao nhất là Ngọc Hoa. Ngọc Hoa cao 1m83. Không được. Đó không phải là pha đánh bóng sở trường của Ngọc Hoa. Trong tình huống vừa rồi thì đáng ra Ngọc Hoa cần phải thực hiện pha đánh bóng điều chỉnh, bởi đó là một tình huống tương đối khó. Hoàng Huy Pinh bay người phòng thủ ở phía cuối sân nhưng không thành công. Và đấu tư đang diễn ra rất căng thẳng. 7-0. Chắn bóng thành công. Và chắn bóng vừa rồi là của Thu Trang. 8-7 cho đội tuyển Việt Nam. Đánh
đến trường. Ngọc Hòa đã quá năn nót trong pha phát bóng của mình. Đó là một pha phát bóng có điểm rơi và các khu công của đội Trường Đại Sanh Dôn, nhưng rất tiếc là Ngọc Hòa đã thực hiện không thành công. Của đội trưởng Đinh Thị Diệu Châu. Nguyễn Thị Mười chắn bóng tốt. Người chắn bóng thành công vừa rồi là đội trưởng Đinh Thị Diệu Châu. 12-8. Là tôi đánh bóng bật mép lưới và rơi xuống phần sân đội tuyển Việt Nam. Phòng thủ rất hay. Ở pha tấn công thứ hai thì Diệu Châu đã đánh bóng chạm vào cột giới hạn trên lưới. Trận chung kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup năm 2007 diễn ra giữa tuyển quốc gia Việt Nam gặp câu lạc bộ Sanh Dôn của Mỹ. Ở hiệp đấu đầu tiên, đội tuyển Việt Nam vượt qua Sanh Dôn với điểm số 28-26. Hiệp đấu thứ hai chúng ta thắng tiếp với điểm số 26-24, và hiệp đấu thứ ba đội Việt Nam để thua với điểm số 29-31. Tại hiệp đấu thứ tư này, đội Việt Nam đã dẫn điểm 10-40. Đây là cơ hội để cho đội tuyển Việt Nam có thể đăng quang ở giải này, giải bóng chuyền VTV Cup, một trong giải đấu uy tín nhất trong khu vực Đông Nam Á. Đánh bóng rất hay của Bùi Thu Hệ. Chủ công Bùi Hệ đó có một pha đánh bóng rất mạnh. Trong trận đấu ngày hôm nay, Bùi Hệ là người chơi nổi bật nhất bên phía đội tuyển quốc gia Việt Nam. Như vậy là ngoài Ngọc Hoa ra còn có Bùi Hệ. Cơ hội đội tuyển Việt Nam. Lỗi rồi. Pha điều chỉnh của Vũ Thị Liễu hơi mạnh. Latoza phát bóng. Bùi Huệ. Bùi Huệ đã có một pha đánh bóng không vượt qua được hàng chắn của các cầu thủ Sanh Dôn. 12-15. Bước một tốt. Pha đánh bóng tốt của Hoàng Huy Quỳnh. Bùi Huệ. Đội bạn đã rất cảnh giác đối với Bùi Thị Huệ. 14-15. Trong tình huống vừa rồi thì lúc một điều chỉnh không được tốt, do vậy mà Hạ Hoa đã chuyền bóng không được chính xác cho Bùi Huệ. Bóng ra ngoài rồi, không, bóng trong sân. Một pha phát bóng có điểm rơi rất hay của cầu thủ mang áo số 10, đó là Latoza. Như vậy là bóng gần đi ra cuối sân rồi rơi tụt xuống. 15-15. Lê Thị Mười đã cắt chuỗi lên điểm của đối phương, đổi vào điểm cho đội tuyển Việt Nam 16-15. Các bạn đang theo dõi hiệp đấu thứ tư trận chung kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup năm 2007 giữa đội Việt Nam gặp câu lạc bộ Sanh Dôn của Mỹ. Chưa qua lưới, đó là pha đánh bóng của chủ công áo số 5 Demeo Dana. Một điểm nữa cho đội tuyển Việt Nam, 17-15.
pha chắn đơn hợp lý của phụ công Ngọc Hoa. Điểm cho đội tuyển Việt Nam 18-15. Bên phía đội bạn có sự thay đổi người, như vậy là cầu thủ mặc áo số 5 của đội bạn là Demayo Dana đã bị đau, chị đã ra sân, và vào sân là vận động viên mặc áo số 17 Brook Casey. Rất hay, những pha đánh bóng nhú rất hay của cầu thủ mặc áo số 8 bên phía đội bạn, đó là Huang Huyping. Điểm số là 16-18. Đặt qua ống bóng rất hay, ta di chuyển chiến thuật và thực hiện động tác đặt bóng rất gọn gàng của mình. 19-16. Cơ hội đến với chiếc cúp vô địch đang gần với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên vào thời điểm này đội tuyển Việt Nam cần phải chơi hết sức tập trung. Rồi đội tuyển Việt Nam đưa hơi khó. Ngọc Hoa bóng ra ngoài. 20-16. Rõ ràng là đội bạn đang bị tâm lý. Trước một lối chơi rất biến hóa của các cầu thủ Việt Nam thì các cầu thủ của đội xanh zone đang bị tâm lý. Điểm số là 20-16. Lê Thị Nguyệt phát bóng. Bóng tốt. Một pha chuyền bóng có thể nói là tuyệt vời. Hà Thị Hoa đã chuyền bóng nhú thay cho Ngọc Hoa. Hai vận động viên của Thiên Hoa phối hợp với nhau rất ăn ý. 21-16. Vẫn còn. Bóng ra ngoài. Trọng tài quyết định là bóng ra ngoài. 22-16. Các bạn cùng xem lại pha bóng này. Đúng là bóng đi ra ngoài. 22-16 cho đội tuyển Việt Nam. Đội bạn còn 5 điểm nữa là được kịp chúng ta. Còn chúng ta chỉ còn 3 điểm nữa là sẽ giành cúp vô địch giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup năm 2007. Ngọc Hoa. Hàng trắng của các cầu thủ xanh đơn không thể làm gì được đối với Ngọc Hoa. Đúng là Hà Thị Hoa đã chuyền bóng khá cao để cho Ngọc Hoa thực hiện một pha đánh bóng đơn của mình. 23-17. Bây giờ là Bùi Hoàng phát bóng. 23-17. Cơ hội cho đội tuyển Việt Nam. Bóng nhỏ không thành công. Đó là một pha xử lý bóng rất táo bạo của Hà Thị Hoa. Chỉ tiếc rằng là các cầu thủ đội xanh zone đã khá tỉnh trong tình huống vừa rồi. Có thể nói là rất khôn khéo và cảnh giác trong tình huống mà một pha xử lý bóng bò nhỏ. Điểm số là 19-23. Khoảng cách chỉ còn 4 điểm nữa. Đội Việt Nam 2 điểm nữa là giành vô địch. Còn các cầu thủ xanh zone 4 điểm nữa thì mới được cho chúng ta. Đội tuyển Việt Nam cần phải bình tĩnh. Hàng tấn công bây giờ đang có Ngọc Hoa và Diệu Châu. Bước 1 tốt rồi. Diệu Châu. Rất đáng tiếc. Bóng hơi với. 20-23. Huấn luyện viên Thái Anh Tùng đã xin tạm dừng hội ý. Đây là hiệp đấu có thể là cực kỳ quan trọng đối với đội tuyển Việt Nam cũng như đội xanh zone. Các cầu thủ Việt Nam cần phải tập trung hết sức mình. Đã hai lần chúng ta thi đấu trận chung kết ở cúp VTV và đều thua ở thời điểm quyết định. Và lần này đội tuyển Việt Nam cần phải tập trung cao độ. Chúng tôi tin rằng là các cầu thủ trẻ của chúng ta sẽ làm được điều này.
Lê Thị Mười, cầu thủ trẻ. Thu Trang cũng là gương mặt trẻ. Và cây chuyền 2, Hà Thị Hoa. Một chỗ dựa tâm lý rất tốt cho toàn đội. Và các cầu thủ của chúng ta cần phải hết sức bình tĩnh. Trên sân có các đàn chị như Diệu Châu, Ngọc Hoa và Bùi Thị Huệ. 20-23. Hai mũi tấn công của đội tuyển Việt Nam là Ngọc Hoa và Diệu Châu. Diệu Châu đóng tốt. 24-20. Đội tuyển Việt Nam đã chơi rất hay. 24-20. Đó là một pha đánh bóng chéo sân lực về của Diệu Châu. Chỉ có một điểm đó thôi. Rất căng thẳng. Diệu Châu. Như vậy là đội tuyển Việt Nam đã vượt qua câu lạc bộ Thanh Tôn và giành danh hiệu ở giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup năm 2007. Một trận đấu mà các cầu thủ chúng ta đã chơi rất hay. Có thể nói là khó có thể diễn tả được niềm vui sướng của khán giả có mặt tại thủ đô Phan Đình Phùng. Xin chúc mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ của chúng ta đã chơi với tinh thần thi đấu rất hay, kiên cường và đã thính đáng giành danh hiệu vô địch giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup năm 2007. Một lần nữa xin được chúc mừng đội tuyển Việt Nam.